phimmới.net là một trong những trang xem phim lậu được truy cập nhiều nhất tại Việt Nam. Sau khi bị các nhà mạng chặn truy cập vào tháng 6 2020, phimmới.net đã nhanh chóng trở lại với tên miền mới phimmới.z.net và tiếp đó liên tục đổi sang tên miền khác như phimmới.z.net, zphimmới.com v.v. Vì sự cứng đầu này, trước đó vài ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệu tập đầu nậu đứng sau trang phim lậu này để điều tra về việc xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Tưởng như đây là dấu chấm hết cho vụ đi đòn, nhưng không, trên mạng vẫn tồn tại một phiên bản phimmới.net với địa chỉ phimmới.blog.net. Trang web này có phiên bản không khác gì những người anh em trước đó của nó. Và những trang đang ngủ phát triển còn nhắn nhủ người xem: chúng tôi đã trở lại với sứ mạng mới, hãy truy cập bằng tên miền mới phimmới.blog.net. Những nội dung trên trang web này đa số là phim lậu được sao chép từ các nền tảng xem phim trực tuyến hoặc phim chiếu rạp. Tra cứu trên internet thì tên miền phimmới.blog.net được đăng ký vào ngày 14 tháng 5 2021 và có thời hạn 1 năm. Chủ sở hữu tên miền là một công ty cung cấp tên miền tại Mỹ. Không rõ trang web này có liên quan gì đến ông chủ phimmới.net vừa bị công an triệu tập không, hay chỉ là một kẻ nào đó mượn fan để trục lợi. Tuy nhiên, điều này cho thấy vấn nạn phim lậu ở Việt Nam vẫn chưa thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều. Phiên bản này bị đánh sập lại có phiên bản khác mọc lên. Cần nói phimmới.net chỉ là một số hiếm hoi những trang web lậu bị pháp luật xử lý. Trong khi đó, nạn xem phim lậu vẫn nhàn nhãn trên mạng. Vì vậy, vấn nạn phim lậu còn phụ thuộc nhiều yếu tố từ sự tham gia của pháp luật, nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ của những trang phim bản quyền và quan trọng nhất chính là ý thức của người dùng. Chừng nào số đông biết xem phim một cách văn minh và có chọn lọc thì những trang phim lậu này mới hết đường tồn tại.